Israel và Palestine trang hoàng đường phố để đón tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cờ Mỹ được treo trên đường phố Jerusalem và trực thăng bay về phía thành phố Bethlehem ở bờ Tây vào Chủ nhật ngày 10 tháng 7 để chuẩn bị cho chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới khu vực trong tuần này. Ông Biden sẽ thăm Trung Đông vào ngày 13 đến ngày 16 tháng 7 và sẽ gặp gỡ lãnh đạo Israel và Palestine vào ngày 14-15 tháng 7. Sau đó, ông có lịch trình dự kiến sẽ khởi hành đến Ả Rập Xê Út. Các nguồn thạo tin cho biết Mỹ và Israel đang tìm cách tạo cơ sở cho một liên minh an ninh với các quốc gia Ả Rập sẽ kết nối các hệ thống phòng không để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran ở Trung Đông. Phát biểu trước chuyến đi của Biden sẽ tới Trung Đông sẽ bắt đầu ở Israel. Phát ngôn viên Nhà Trắng là John Kirby hôm thứ Năm cho biết các quan chức Mỹ đang thảo luận về cách thức tích hợp năng lực phòng không với các nhà lãnh đạo khu vực khi đối mặt với mối đe dọa từ Iran. Bộ Ngoại giao Iran cho biết vào hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 7 rằng việc Mỹ và Israel lên kế hoạch cho một hiệp ước phòng thủ chung với các quốc gia Ả Rập để chống lại mối đe dọa từ máy bay không người lái và tên lửa của Iran sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng khu vực. Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian nhằm thiết lập một nhà nước Palestine ở bờ Tây, Gaza và đông Jerusalem, những vùng lãnh thổ mà Israel chiếm được trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, đã sụp đổ vào năm 2014 mà không có dấu hiệu đổi mới. Căng thẳng giữa các bên gia tăng sau vụ sát hại nhà báo người Mỹ gốc Palestine là Shireen Abu Akleh vào ngày 14 tháng 5 trong một cuộc đột kích của quân đội Israel tại bờ Tây Jenin. Washington hy vọng hợp tác an ninh khu vực nhiều hơn có thể mở đường cho các thỏa thuận bình thường hóa hơn với Israel, quốc gia đã thiết lập quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain vào năm 2020.